Chào mừng quý vị trở lại với Showman Talk của đài truyền Asian World Media. Và kính thưa quý vị, trong số ngày hôm nay thì Nguyễn Tiến Dũng cũng rất là vui. Nguyễn Tiến Dũng cũng xin ngắn gọn là bởi vì anh chàng đẹp trai này của chúng ta, nếu mà mình không tận dụng những giây phút quý báu này để cùng chia sẻ với anh về công việc, về những cái kỷ niệm vui buồn trong cái cuộc sống, trong cái cuộc đời làm nghệ thuật của anh thì rất là tiếc thưa quý vị. Qua một số rất là nhiều những cái lời yêu cầu là phải mời anh chàng ca sĩ này trở lại cho Man Talk, thì ngày hôm nay Nguyễn Tiến Dũng xin dành cái sự bất ngờ này cho quý vị khán giả của Man Talk, đó chính là ca sĩ Leon Vũ thưa quý vị. Xin chào em. Hi anh. Leon Vũ xin một lần nữa cảm ơn quý vị cũng như trở lại với chương trình Man Talk của Nguyễn Tiến Dũng. Và vâng thưa quý vị, như là lần trước thì Leon Vũ đã share với chúng ta, chia sẻ với chúng ta về cái chặng đường của anh trong 2 tháng gần đây, bởi vì khi anh là hiện tượng truy tìm nhiều nhất ở trên mạng Facebook, YouTube, Internet v.v. thì anh trở lại với Man Talk ngày hôm nay. Thì Nguyễn Tiến Dũng cũng qua những cái yêu cầu của quý vị khán giả, thì Nguyễn Tiến Dũng cũng xin Leon chia sẻ về những cái việc mà từ một anh chàng quá hot xinh xịt và Leon Vũ rất là thành công với lại cái loại nhạc mà nhạc trẻ, nhạc sôi động, nhạc Mỹ thưa quý vị. Trở lại cách đây 15 năm khi mà Nguyễn Tiến Dũng mới qua Mỹ thì được một cô em cứ cuối tuần là cứ chở thẳng vào trong Đồ Sơn club, night club thưa quý vị. Mà sao tuần nào sao cũng chở, nó không có chịu chở mình qua cái chỗ khác. Thì sau này cô mới nói là cái lý do duy nhất là cô mê Leon Vũ. Trời đất ơi. Phải tự nhiên cái người ta mê Leon Vũ mà Nguyễn Dũng phải đi, phải đi theo để vô đó để coi cổ, là nghe Leon Vũ hát rồi bước ra nhảy rồi ngắm nhìn vân vân. Thì Leon Vũ lúc đó đang là một cái ca sĩ mà rất là hot đối với lại các fan nữ của vùng miền Nam California. Và cái quá trình trưởng thành trong cái phong cách và cũng như là trong cái nghề nghiệp của Leon Vũ thì ngay cả Nguyễn Tiến Dũng cũng không ngờ thưa quý vị, bây giờ Leon Vũ lại thành công trong cái mảng ca nhạc dân ca, rồi nhạc quê hương, rồi nhạc bolero nữa. Thì mới đây nhất là trong cái show của Minh Chánh. Ủa sao mình nói nhiều dữ vậy trời? Thì không, tại hôm nay mình trở lại với cái Man Talk là mình tâm tình về cuộc đời ca sĩ, ca hát nhiều hơn. Thì anh cứ tự nhiên, đâu có gì đâu. Như, phải không? Thì hình như từ đầu giờ anh nói nhưng mà anh cũng nâng em lên mà đâu có gì em đâu mà em sợ. Vâng, thì kế tiếp là show Minh Chánh vừa rồi là Liên Vũ có hát bài Vợ Cổ Hoài Lan đúng không? Đúng rồi ạ. Rất là ngạc nhiên thưa quý vị. Bởi vì cách đây khoảng chừng nửa năm thì Nguyễn Tiến Dũng cũng đã rất là bất ngờ khi mà nghe Liên Vũ hát Mình Ơi. Mình Ơi, dạ. Hát với Bích Thảo. Dạ đúng rồi. Xong rồi có một bài mà còn một bài nó hát chung với lại cũng Thảo nữa mà là Thảo Lâm. Yeah. Thì cái bài đó thì Leon chắc ai vô tình. Đây thì chắc ai vô tình. Rất là hay thưa quý vị. Và bây giờ thì Leon Vũ lại thêm một bước nữa thành công nữa là hát cái bài Vợ Cổ Hoài Lan. Như vậy thì cái tình cảm của Leon Vũ dành cho cái thể loại nhạc quê hương như thế nào, bởi vì trong bề ngoài của không có giống Việt Nam. Không có giống ca sĩ quê hương. Không giống. Mà thường thường làm vậy nó mới lạ, nó mới chứ quý vị thấy như Linda Trang Đài là cũng là thân với anh, thân với em. Mà Linda Trang Đài lên sân khấu thì rất là bốc, rất là hot, rất là tây. Nhưng mà khi mà ra ngoài đời với tụi này thì anh thấy không? Đâu có ăn đồ ăn mà ngoại quốc được, ngoài đồ ăn Việt Nam của mình đúng không? Thì mắm nem, đồ nước mắm thì Linda Trang Đài là number one đúng không? Thì mà nấu ăn món ăn Việt Nam cũng là số 1 luôn. Yeah. Thì em chắc cũng vậy. Mà thật ra với anh Dũng thì khi mà em có cái ý mà muốn đi hát, đi làm ca sĩ lúc còn nhỏ đó, thì nôm na trong đầu em là chỉ có nhạc quê hương, nhạc bolero thôi. Thì lúc đó em còn chưa đi hát là trong đầu em đã thích cái bài giống như Còn Thương Đau Đớn Mọc Sau Hè. Yeah. Rất là nhiều bài. Mà khi mà anh thấy em ở Đồ Sơn thì anh nhớ lúc đó là Cali mình những cái club rất là thịnh hành. Yeah. Và đặc biệt là những cái nhạc dance đúng không? Yeah. Thì lúc đó thì Leon nghĩ là Leon cũng mới từ ở bên Hawaii dọn qua. Thì Leon nghĩ là mình muốn cho đi hát thì mình phải kêu là nhập gia tùy tục đó, thì mình phải đi vô trong cái thời đó. Yeah. Khi mà em tham gia chương trình quay cho một cái chương trình ca nhạc quay hình
tại Vancouver, Canada. Thì trước đó vài tháng thì ông bầu của cái trung tâm đó có nhờ em thu một cái bài hát mà nó thật ra thì đáng lẽ thu chung với cô Phương Dung. Thì lúc đó em cũng chưa có nghĩ là thì sau đó thì chưa nghĩ về cái nhạc mà em có thể chuyên chở nó được giống như anh nói là thành công đâu. Bởi vì nhưng mà sau đó cô Phương Dung thì kẹt đang làm việc ở Việt Nam không về, thì em được thu với cô Phượng Mai, nghệ sĩ Phượng Mai, là cái bài đó là Nó Và Tôi và Giọt Buồn Không Tên. Thì không ngờ cái bài đó mà lúc phát hành thì em cũng không ngờ lên gần 120 mấy ngàn view. Mà lúc đó em nghĩ là bởi vì tên tuổi của cô Phượng Mai thì đã quá ư là như nó rần rần. Và sau đó thì bắt đầu làm một bài tiếp theo cùng với cô Phượng Mai nữa và Tâm Phương Anh. Hay là cái bài Phố Vắng Em Rồi mà gì đó cùng, thì lại cũng được rất là nhiều sự ưu ái. Và sau đó thì bắt đầu Leon đi luôn, đi theo dòng nhạc đó luôn. Chứ lúc đó em cũng chưa nghĩ là mình được lên hay là được mọi người chú ý đến như vậy, giữ như vậy đâu. Tại vì em cứ nghĩ là mình cứ trải lòng, mình cứ làm bất cứ tất cả những gì mình yêu thích, mặc dù em phải móc tiền túi, phải dành dụm rất là nhiều để mình thực hiện được cái bài hát mình yêu thích, để trang trải cho phòng thu, trang trải cho phối nhạc, trang trải cho upload lên YouTube đó. Mà Leon cũng không ngại, bởi vì sao? Bởi vì cái đó là nói chung là cái đó là giống như cái trò chơi riêng cho em vậy đó, cái thú vui cái của mình vậy đó. Thì mình cứ làm hoài rồi mình cứ up lên, chứ mình cũng không có nghĩ rằng giống như nói đến bây giờ thì cái bài giống như cái bài Người Tình Không Đến mà em thu với Minh Chánh đi, bây giờ lên tới 1.000.000 view. Vâng. Thì 1.400.000 view. Được tới khoảng chừng 10.000 là người ta đã mừng húm rồi, mà bây giờ được 1.000.000. Rồi bài bài Tuổi Phận lên gần 500.000. Rồi bài Mùa Thu Lá Bay của trong Minh Chánh quay lúc về nói về nhạc phim cũng lên trên 300.000 view. Thì lúc đó làm cho Leon rất là vui và rất là ngạc nhiên khi mà có người nhắn Leon là bài của anh đã lên 1.000.000. Thì lúc đó em không tin. Thì em mới vô đó em search xong em chụp cái hình đó em gửi cho Minh Chánh, em kêu Minh Chánh ơi, vô trong cái home channel của Minh Chánh Entertainment, check giùm Leon. Thì Minh Chánh mới vô rất là ngạc nhiên. Hay là trước khi bạn của Leon, trước khi anh Vũ mất khoảng 2 tháng, thì Leon có nhờ Thịnh ở TVT, tại vì Leon thích cái bài Các Bụi Cuộc Đời. Thì tự nhiên Leon mới nói Thịnh ơi, Leon thích cái bài này quá, thu chơi cho Leon đi. Tại Leon chỉ muốn để nghe, tại cái bài nó cái ý nghĩa nó hay quá. Thì Thịnh mới nói ok, lại đi Thịnh thu chơi. Thì lúc đó Leon cũng nhờ một người em chụp hình làm đại một cái bìa đó để bỏ lên YouTube thôi, chứ mình cũng không có khả năng mà làm nó đẹp đâu. Thì rất là đơn sơ, em lấy cái hình của bên Minh Chánh Entertainment làm chơi ăn thiệt đó, làm chơi. Mà cái bài nó lên trên bây giờ là đã 600.000 view. Wow. Thì lúc mà em gọi cho Thịnh, em nói Thịnh ơi, hai cái bài Khóc Thầm với bài Các Bụi Cuộc Đời của Thịnh lên tới hơn 500.000. Thịnh nói nó không có đâu, hôm nay tôi không nghĩ. Xong Leon nó vô đi, tại vì có người lấy cái bài Các Bụi Cuộc Đời ghép lại cái hình của Leon với anh Vũ rồi này kia thì cũng đã lên tới 390 mấy ngàn rồi. Thì cái bài original nó phải là thì cái đó là làm cho Leon ngạc nhiên mà vui lắm anh. Nó làm cho cái gì đó, làm cho mình giống như mặc đi dù trên đến mây ha. Mặc đi dù đến bây giờ thì có nhiều người nghĩ là ô, có một cái fan club ở bên Tennessee có nói là bây giờ YouTube của Leon đã được có tiền, Leon sẽ múc chè đãi cho mọi người ăn mệt nghỉ. Nhưng mà thật ra khi mà em làm cái đó em cũng không nghĩ là anh hiểu, mình cũng không nghĩ là mình lấy tiền. Nhưng mà đến giờ phút này em cũng chưa có nhận được một đồng của YouTube. Thẳng đây Leon cũng nói luôn là chưa có lấy được một đồng của YouTube, cũng chưa có được YouTube phát cho một cái nút hay là congratulations gì hết. Em chỉ làm sản phẩm của mình đưa lên thôi. Cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ là Leon lại những cái bài hát đó lại được các cái trung tâm phát hành, không phải chính mình. Cho nên những cái hưởng đó thì các cái trung tâm hưởng. Những cái 1.000.000 gì đó thì của Minh Chánh hay là của các cái trung tâm khác hưởng. Do còn đó em có 2.000. Do đó mà rút kinh nghiệm thì Leon nên tự post lên trên cái official của mình. Thì lúc đó là bao nhiêu cái credit là thuộc về Leon.
Yeah. Chứ còn mà làm chơi ăn thiệt mãi này người khác ăn thiệt chứ không phải mình. Vâng, nhưng mà nói thiệt với quý vị cũng như nói thiệt với anh Dũng thì lúc mà em được mọi người search giống như anh nói là một cách cuồng nhiệt đi là vì mọi người thương em thì thiệt. Nhưng mà khi em suy nghĩ lại là nghĩ vì những cái trung tâm, những cái nơi mà mình đến mà thu băng họ chịu bỏ công ra up cái bài mình lên hay là bỏ công ra phát hành cái bài mình trên cái YouTube, trên cái channel của họ thì cái đó mà cái lượng view hay là họ có được chia cho tiền từ YouTube, em nghĩ cái đó họ cũng nên được chứ mình cũng xứng đáng. Dạ, cũng xứng đáng tại vì họ chịu lúc mình không là cái gì đó họ chịu bỏ công ra đúng không, up bài của mình thì em nghĩ thôi. Thì sẵn đây em cũng xin cảm ơn Minh Chánh Entertainment, Thịnh TVT, rồi những trung tâm nào mà Leon đã từng công tác qua cùng với bên cô Túy Hồng, kịch sống của cô Túy Hồng cũng có rất là nhiều bài như hai phương trời cách biệt. Rồi mình ơi, giống như anh nói thì được một cái lượng view kinh khủng luôn. Thì cảm ơn mọi người, cảm ơn. Thì bao nhiêu năm tháng qua thì coi như là Leon đang gieo hạt đó. Đang gieo nhưng mà người ta chừng mấy tháng người ta gặt rồi, còn cái này hơi lâu. Nhưng mà gặt cái nào đáng cái đó thì quý vị. Thì bây giờ thì Leon nên làm một cái YouTube account riêng cho mình. Thì mọi cái sự đầu tư của Leon hưởng hết. À khoan, khoan trả lời. Mà cái sự trả lời này dành cho sau một vài thông tin thương mại. Quý vị vẫn với màn ảnh để cùng với lại Nguyễn Tiến Dũng nghe cái sự feedback của Leon. Xin cảm ơn quý vị, vừa rồi là một số các cơ sở thương mại luôn yêu thương và bảo trợ cho Mentalk cũng như là đài truyền Asian Webmedia. Và ngay bây giờ chúng ta trở lại với anh ca sĩ đẹp trai của chúng ta là Leon Vũ. Xin chào mọi người cũng như chào anh trở lại với phần 2 của chương trình Mentalk. Thì trước khi vào với cái Mentalk thì anh Dũng thấy cái bình bông này dưới em nó có cái gì hạp hạp không? Là ở ngoài là màu xanh lá cây, ở trong là màu là bông hoa. Đúng rồi thưa quý vị. Nãy giờ em nhìn em mới chết cha xong mình cùng dữ vậy đây nè. Giống cái là tức là có sắp xếp trước rồi có đó. Sắp xếp á. Thưa quý vị, khi mà Leon nói về cái điều này thì Nguyễn Tư Dũng mới nhớ là ra là làm việc với lại cậu em trai này thì mới thấy ở Leon Vũ có ba điều. Thứ nhất là đam mê thì thôi mình không nói ra ai, quý vị cũng đã thấy rồi. Thứ hai là luôn đem tiếng cười cho mọi người, ở đâu có Leon Vũ là chỗ đó có tiếng cười rất là rộn rã, và hầu như là chỗ nào có Liên Vũ thì các anh em nghệ sĩ cũng sáng lại đứng gần để mà đùa giỡn, để nghe. Bởi vì đây là một người nói sống thoải mái, nói thoải mái và cười rất là hồn nhiên thưa quý vị. Và điều thứ ba mà Nguyễn Tiến Dũng thấy được ở Liên Vũ đó chính là sự khéo tay và sự sáng tạo. Bởi vì những chiếc áo của Liên Vũ đều là do chính tay của Liên Vũ mua về, rồi mua những cái design về rồi tự sáng tạo, tự làm lên một những cái trang phục biểu diễn nó rất là ấn tượng và rất là bắt sân khấu, nó gọi là hiệu quả rất là cao. À thì không lẽ bao nhiêu cái thời gian của em đều dành cho những cái niềm đam mê này hả? Vâng, đúng vậy. Thì quý vị biết không, em kể một cái này thì cũng rất là vui. Thì em có mua một cái áo jacket đi, thì có một người bạn cũng rất là thân đó, anh ơi cho em mượn cái jacket em mặc đi tiệc. Thì Leon cũng nói ok thôi, mình cũng có nhiều jacket thì thôi em mặc đi. Thì vài tháng sau thì bạn này trả lại, thì trong đầu em bắt đầu nghĩ là cái khác rồi đó, đúng không? Thì em nghĩ mà nếu mà vài tháng sau bạn này mới trả cái áo lại cho mình, nghĩa là cái áo này đã bao nhiêu người thấy rồi, bây giờ trong đầu mình phải làm cái gì nó mới đi. Thì Leon mới chạy lên anh Kevin Hiệp, bắt đầu lục cái thùng vải dư của anh Kevin Hiệp đó. rồi bắt đầu về suy nghĩ là mình phải làm cái gì. Thì đây, em nói có sách mách có chứng cho quý vị luôn, bởi vì Leon thì giống như anh nói thích cái gì thì nói cái đó. Đây là cái áo mà em tự đây là... chứ không phải là nó có sẵn. Thì Leon đây là anh Nguyễn Tiến Dũng cũng là một trong những người rất rất mê quần áo, đặc biệt là áo dài của anh Kevin Hiệp, đúng không? Đúng rồi. Thì đây là những cái bông trên mà một cái vải của Ấn Độ, thì có anh Hiệp là cắt may cho khách và còn dư. Thì Leon không có dám xin một miếng rất là bự, tại vì cái này vải này rất là mắc. Thì Leon chỉ xin mấy cái vụn thôi, rồi xong rồi mình về. Mà anh nói đúng, thời gian dành cái áo này là em thức khuya lắm, thức đến 4 giờ sáng làm cho xong. Mà nhiều khi Leon nghĩ á, có nhiều người dán lên, mà Leon nghĩ là tại vì mình ca sĩ mình đi hát thì mình dry clean nhiều, thì dán lên thì khi mà mình dry clean xịt á, thì nó sẽ bay mất cái bông, mất công rồi. Lên anh Hiệp là không còn nữa, thì em phải ngồi em đan tay lên. Wow.
Thưa quý vị, do đó mà những hình ảnh mà quý vị thấy trên CD, thấy trên YouTube, rồi thấy trên Facebook và coi trên sân khấu, những cái hình ảnh vô cùng với những cái bộ trang phục thật là đẹp, thì quý vị đừng nghĩ là những người như là rất là dễ đi ra ngoài mua rồi mặc vô. Thưa quý vị, là không có. Bởi vì mới thấy là cái tâm và cái tình của Leon đã dành cho những cái tác phẩm để gửi tới quý vị, thì quý vị đừng phụ lòng. Cùng nhau lên trên đó comment, khen, hoặc là có những ý kiến, hoặc là share những cái YouTube đó để cho bạn bè cùng xem, coi như là một cái cách để mà quý vị support ủng hộ cho Leon Vũ. Giống như trong cái áo dài mà Leon mặc trong cái bài Dạ Cổ Hoài Lan, giống như anh Nguyễn rất là đẹp. Cũng thấy cái áo dài đó thì Leon đi rất là nhiều tiệm vải, và cuối cùng thì Leon lựa ra được hai khúc vải, mà cái vải đó là anh biết là của người nước ngoài, họ để mai màn cửa sổ. Wow. Thì rất là cứng và thẳng lắm. Tại anh biết là những cái màn mà quý vị biết là những cái màn là giống như có nhiều cái business họ treo từ tầng 2 tầng xuống đó. Cái màn đó là khổ, rất là rộng. Em mua nguyên cái màn luôn hả hay mua? Đâu, đó là vải rồi. Những người đó họ mua về họ làm màn. Nhưng mà em thì em mua mặc áo. Thì em thích cái cấu kết của cái fabric, cái vải đó với cái sọc. Thì em mua về và em với anh Kevin Hiệp bắt đầu mới xoay vải và quyết định là làm. Hai người rất là creative. Và quý vị thấy cây kim tây, 5 cây kim tây trên cái áo của Leon cũng là do anh Kevin Hiệp. Tại vì tình cờ thì Leon chỉ định mua một cây thôi, một cây về để gắn cái bông lên. Nhưng mà anh Hiệp nói nếu như vậy thì cái áo nào nó cũng có bông, thì đa số áo nào Leon cũng bông không. Thì khi này Leon lấy đi xong rồi Leon phải chạy lại tiệm vải đó đi mua kim tây để gắn lên. Thì cái đó cũng là... Thưa quý vị, qua cái tâm tình mà của Lê Anh Vũ gửi đến cho quý vị, thức tới 4-5 giờ sáng làm nên nhiều những chiếc áo với mục đích duy nhất là đừng có đụng hàng. Không đụng. Mình rất là sợ khi mà mình mặc Zara, đúng không ạ? Rồi cái tự nhiên cái áo kim tuyến nó ra là hầu như là tới là ai cũng cái áo giống nhau. Dancer cũng mặc. Do đó mà Leon đã sáng tạo ra những chiếc áo mà thật sự Nguyễn Tí Dũng có nói thật là Nguyễn Tí Dũng có hỏi Leon cái cách là như thế nào. Leon có chỉ là đi ra ngoài mấy cái Marshall với lại Nordstrom Rack gì đó mua mấy cái đồ đeo tay đeo bông rồi về kết lên áo, nhưng mà thật ra lực bất tòng tâm, Nguyễn Tí Dũng không có cái khả năng đó. Thì quý vị, do đó mà mua về cũng để đóng hôm nào chắc anh đúng rồi anh... Tại vì Leon có bài cho anh Dũng một lần là quý vị biết nhiều khi những cái sợi dây đeo của phụ nữ mình rất là đẹp, hay là những cái đôi đồ bông, thì cái đó Leon về rồi mình phải có anh Dũng làm không được là đúng. Tại vì Leon đến Michael's, Leon còn mua hai cái kìm, mà hai cái kìm là chuyên cho mình gỡ những cái sợi dây đó không có bị trầy nữa anh ơi, rồi không có bị rớt mấy cái hộp nôm na là kim xương sao hộp lụ gì đó. Thì nó không có bị rớt ra nữa, rồi mình mới ngồi mình kết lại. Thật ra even nếu mà có cho giống mấy cái kìm đó Dũng cũng không làm được, bởi vì mọi cái sáng tạo nó nằm trong đầu chứ không phải nằm ở trên tay. Do đó mà trong đầu mình đã không có nghĩ ra cái kiểu nào đẹp rồi thì làm sao mà cái tay chắc dài bữa anh vắng hết với giặt áo. Vâng, thưa quý vị, nãy giờ những cái tâm tình chia sẻ cùng với quý vị để mong là quý vị yêu thương hơn và ủng hộ Leon Vũ hơn. Và còn một điều nữa là khi mà chỗ nào có Leon Vũ, là chỗ đó có tiếng cười. Thậm chí Linda Trang Đài mê Leon Vũ là cũng bởi vì cái duyên ăn nói của Leon. Lúc nào cũng nghe Leon nói để cười. Nói bậy cũng cười, nói thiệt cũng cười, nói giỡn cũng cười, nói giả cũng cười. Coi như là cái người này rất là có duyên, thưa quý vị. Thì nãy Nguyễn Tiến Dũng có nghe về những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như là vừa mới thảy lên có anh Lộc Lê phải không? Là Lộc Lê vừa mới thảy lên cái YouTube là chim ở nhà Lê Anh Vũ, thì Lê Anh Vũ đã gặp một người khán giả là đã có một câu chuyện rồi kể. Thì cái này thì vì men talk thì mình có thể nói rất nhiều. Thì Leon, khi mà Lộc Lê làm một quay một cái clip của Leon ở phía sau vườn của nhà Leon, và có chim, có chanh dây và rất là nhiều chim. Chim là két đó, là không, chim không gì? Chim đó là chim xe sẻ, chim quằn quanh. Là em nuôi hay là chim trời? Em nuôi. Em có hai cái lồng chim là mình đi vô trỏng được luôn. Wow. Dạ, em xây lên là tự em làm luôn, là anh có thể vô và anh ngồi, hay là anh ngồi rồi nó bay trên đầu á. Có tổ rồi này kia luôn. Nó ị trên đầu luôn. Không có đâu, nó cũng lịch sự lắm, nó cũng kiếm chỗ khác. Thì lúc mà Leon đi xuống cái tiệm bán thịt sống của Việt Nam mình tại Cali, thì chị đó cũng tình cờ có coi cái video clip của Leon, thì chị mới nói một cái câu mà chỉ là người Bắc, người Hồ Nai đó.
thì chỉ nói mà Leon đứng mà Leon ngại lắm mà vui mình. Cái người đó rất là tự nhiên mà ta không nghĩ gì đúng không? Không nghĩ gì. Ôi giời ơi, em thì cứ giống như ông chồng nhà chị, cứ đi Nam về là vạch chim ra còi, đi Nam về là vạch chim ra còi. Thì bà lại là giống, bà nghẹt một cái là giống như ông chồng nhà chị. Đi Nam về nhé, đi Nam về. Đi Nam về là vạch chim ra xem. Vạch chim ra xem, vạch chim ra xem. Thưa quý vị, đây là những cái mà kỷ niệm khó quên khi mà những người nghệ sĩ ra tiếp xúc với lại những cái fan hoặc là những người nhận ra mình. Thì người ta nói người ta chẳng nghĩ gì đâu. Đó thôi, nhưng mà ngôn bên ngại. Mà thường là ta lại nói to giữa đám đông nữa chứ. Thưa quý vị, từ nãy giờ thì Nguyễn Tiến Dũng cũng đã cùng với Leon đem được tới cho quý vị những cái niềm vui và những cái mục đích trong cái cuộc sống của mình. Khi nãy Leon Vũ có nói về người Leon mê ca nhạc tới nỗi mà tự móc tiền túi mình ra để thực hiện những cái hoài bão của mình, những cái niềm đam mê của mình. Thì Nguyễn Tiến Dũng mới nhớ tới là không phải là chỉ có người Việt Nam mình là như vậy, thậm chí những người Mỹ cũng vậy. Elvis Presley cũng đã từng bị đuổi về không cho thâu, hoặc là Britney Spears cũng đã từng bị từ chối khi mà giới thiệu những cái bài hát của mình, sản phẩm và những cái sản phẩm của mình. Thì với cái sự kiên trì của mình thì mình sẽ thành công, giống như Leon Vũ. Qua cái quá trình kiên trì của anh thì anh cũng đã thành công với cái dòng nhạc mà anh yêu thích từ lúc 5-6 tuổi, là nhạc quê hương, nhạc dân ca, nhạc bolero, thưa quý vị. Nhưng mà cũng không quên, chắc Leon cũng không quên cảm ơn những cái người tạo điều kiện cho mình, những cái bước ngoặt của mình, giống như cái anh nào bên, cái anh nào mà nhờ em hát cái bài gì mà hát chung với cô Phương Dung đó. Những cái người mà cho mình trung tâm mưa rừng. Những cái bước ngoặt, thưa quý vị. Và đây là người chắc ăn ở có tâm lắm nè, cho nên trời mới thương, cho nên cho hát chỉ là những cái ngôi sao mà thượng thặng của dòng nhạc dân ca và bolero như Phượng Mai, Phương Dung. Rồi nhưng mà thật được ra thì sự dìu dắt của cô Hương Lan nữa. Thật ra thì Leon chưa có thu bài nào với cô Phương Dung, bởi vì không có thành sự thật. Thì mới rồi sau đó thì Leon hát với cô Phượng Mai, và tiếp theo đó thì Leon được thu một cái dĩa CD cùng với nữ nghệ sĩ Hương Lan, với cái CD Giấc Ngủ Cô Đơn mà do Trung Tâm Mưa Hồng phát hành, thì vừa ra mà bây giờ là hết. Và hết thì cái đó cũng là rất là vui, cũng rất là được vinh hạnh đó. Và xin hai anh em cũng xin chia sẻ với lại quý vị là mình mà được hát với lại những người danh ca đó là mình có phước lắm á. Bởi vì mình học được rất là nhiều từ những cái kỹ thuật của những đàn chị, những đàn anh đó. Rung lắm. Dạ, mà rung, kèm theo là rung. Tại vì mình cảm thấy mình nhỏ nhoi, mình còn thô sơ so với lại những cái đa cái đề trong cái làng âm nhạc. Đúng rồi. Dạ. Thì hồi nãy giờ chia sẻ cũng nhiều nhưng mà hết giờ rồi, Leon ơi. Chết chà, uổng vậy. Uổng quá ha. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều, cũng như cảm ơn anh Dũng. Thì nói về anh Dũng biết không, thì em nói rẽ một cái là khi mà em thu với cô Phượng Mai cái bài Nếu Đời Không Có Anh đó, thì cô Phượng Mai hình như chưa bao giờ thu cái bài đó qua luôn. Nhưng mà khi mà cô bắt Leon hát một lần cho cô ngồi ngoài cô nghe và thu rồi chạy lại cho cô nghe, và sau đó cô và Leon vào phòng thu, và có thể nói là bây giờ trên mạng cái bài Nếu Đời Không Có Anh cùng với Leon và cô Phượng Mai được ăn rất là nhiều, với cái bài Ai Lên Xứ Hoa Đào của Leon và Hương Lan được like rất là nhiều, phải được ăn rất là nhiều, là ăn được, được. Ăn, ăn like đó. Được ăn rất là nhiều được. Và thưa quý vị, trước khi chia tay thì Nguyễn Tiến Dũng xin nhắc lại một lần nữa, quý vị cứ vào YouTube để search lên Leon Vũ, thì tất cả những cái bài hát mà Leon Vũ vừa mới giới thiệu với lại quý vị sẽ pop up liền để quý vị cùng thưởng thức. Và đừng quên like và share. Và khi mà có account chính thức của Leon Vũ thì quý vị lại càng phải like, phải share nhiều hơn để ủng hộ cho Leon nhé. Subscribe phải không? YouTube của Leon. Thì một lần nữa Leon Vũ cùng với Mentor, đặc biệt là người anh mà lần nào cũng có nhà ý kêu Leon đến để trò chuyện, cũng như 10 năm trước đúng không? Thôi kêu đi, anh là lớn mà, anh đâu cần mời em đâu, anh kêu là em cũng tới rồi. Thì đặc biệt hôm nay cùng với Asian World Media, một lần nữa Leon, cảm ơn anh Nguyễn Tiến Dũng, cũng như cảm ơn quý vị đang theo dõi. Vâng, và xin thay mặt cho quý vị khán giả chúc cho Leon Vũ luôn chân cứng đá mềm, luôn thành công trên bước đường nghệ thuật và được nhiều sự yêu thương của quý vị khán giả trong và ngoài nước. Một lần nữa, hai anh em của Leon cùng Nguyễn Tiến Dũng xin chúc cho quý vị có những ngày vui thật trọn vẹn bên gia đình và người thân. Đừng quên nhấn like và subscribe và ủng hộ Leon Vũ nhé. Xin kính chào quý vị.